tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mọi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Giữa mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn, dâu đôi khi ta giận hờn, hiểu lầm nhau cho nhau biết bao lần ăn chăm. Xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tin cùng một mẹ sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tin cùng một mẹ sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Trời, nghiêng quá, nghiêng quá. Trời ơi, cái gì mà nặng dữ vậy trời. Trời. Ôi trời ơi, cái lưng mà chết rồi. Ây da. Nó bị dài quá. 1, 2, 3, 4. Ủa anh Tuấn, trời ơi. Anh Tuấn cứu em nhơi. Làm gì cố? Trời ơi, giúp em khiêng mấy cái này lên chung cư giùm em nhơi. Ủa mà làm cái gì mà em đem nhiều đồ như vậy? Trời ơi, thì em đang sắp có một cái dự định lớn cho tương lai đó, cho nên là em đang chuẩn bị hết mọi thứ đó. Dự định cho tương lai hả? Dạ. Nè, em tính quậy cái chung cư này nữa đúng không? Sao mà lúc nào anh gặp em cũng kiếm chuyện hết? Em có làm gì đâu, anh Tuấn nói em gì kỳ vậy, em kiếm chuyện gì đâu. Nhưng mà bao giờ cái dự định của em nó thành công á thì em sẽ nói cho anh Tuấn biết. Dạ, bớt lại nha, bớt lại nha. Dạ. Chắc là em tính mở công ty vận chuyển nhà cửa đúng không? Đâu có, em chuyển anh còn chưa được, em chuyển nhà cửa gì. Nghĩa là em đang tính cho tương lai của hai đứa mình đó. Nhưng mà nãy giờ em nói cái gì tương lai mà anh vẫn chưa biết cái tương lai nó là cái gì luôn á. Thì em thấy anh làm bảo vệ cực khổ quá. Mai mốt anh về, anh không cần làm gì nữa. Anh chỉ cần ở nhà phụ em thôi. Đứng im. Dạ. Em nói chuyện bình thường được không em? Em nói chuyện cái gì mà em như con dầu vậy hả? Dạ không, em bình thường nè. Cái gì em mới nói gì, kêu anh ở nhà phụ em hả? Thì đó. Ủa? Trời ơi trời. Ủa tự nhiên cái ở nhà phụ có lạ gì đâu trời, có phải người yêu gì đâu. Em sao vậy? Anh kỳ quá nhở. Anh không yêu em đúng không? Không. Kệ, em yêu anh là được rồi, cái đồ quỷ. Gì vậy? Em yêu anh thì được rồi. Ngưng lại. Cái gì vậy? Ủa, bộ muốn yêu tôi là dễ hả? Tôi hơi bị có giá nha, tôi hơi bị đẹp trai đó. Tôi rất là nhiều fan hâm mộ trong cái chung cư này đó. Thì kệ. Đừng có mà đụng chạm người ta. Em thương anh là được rồi. Trời ơi, trời. Nè, cô gái kia, tự trọng lại đi. Đừng có thấy trai đẹp nó nhau với ôm như vậy được. Ai để ra sẵn cho ôm? Giữ tự trọng lại nha. Ở đây đâu có ai đâu mà anh làm bộ. Nhưng mà anh kỳ quá vậy. Ở đây nhiều người thích tôi lắm đó. Nhưng mà em thích anh mà. Thích anh thì... làm vậy là em giận anh luôn đó. Anh biết không? Rồi, được rồi. Biết rồi. Đừng có làm mấy cái nét đó nữa, sợ lắm hiểu không? Em giận. Già rồi, lớn rồi, không phải như con nít nha. Rồi bây giờ có chịu bưng vô trong không hay là đứng đây nũng nịu tới sáng? Trời ơi có chứ, anh bưng giùm em đi. Trời ơi, lại không mà mình em là em xỉu luôn á. Có mấy cái thùng mà xỉu. Anh coi giùm em nha, mấy cái đồ này họ là rất là nặng luôn á. Nặng cái gì? À còn nguyên xe tải ngoài kia nữa nha. Trời, đồ quen. Ủa em? Dạ. Em tính chuyển nhà hay gì mà em kêu nguyên xe tải vậy em? Không có đâu, thì em tính lo cho tương lai của tụi mình đó, đồ quỷ. Trời ơi trời, chưa gì là thấy không có tương lai rồi đó. Ơi bưng vô. Dạ, bưng vô. À coi chừng nha, đồ của em quá trời chỗ mày. Từ từ nha. Đợi em ơi, đợi. Ôi chết, đợi. Từ nghe. Nó làm nặng rồi mà. Không sao, anh làm được, anh làm được. Dạ. Cố lên đây. Anh làm được. Chị. Giờ này chị khỏe không? Trời ơi phải re em ơi. Lâu lâu á nó đạt chút xíu vậy. Nói nghe nè, mình có bầu á mình bớt mang guốc lại đi đứng cho cẩn thận. Hên đó nha, hên là lần này không ốm ngán nha. Trời ơi, thói quen của chị là phải mang guốc mà chị mang guốc lắm mà. Nhưng mà tại vì đứa thứ hai rồi cho nên chị có kinh nghiệm lo gì. Tự nhiên em lo chuyện bao đồng ha. Ừ. Mà chị đặt tên cho em bé chưa? Chị suy nghĩ rồi. Đẻ xong đi rồi đặt.
Ví dụ như là nó giống chị thì chị đặt, còn giống ba nó cho ba đặt vậy đi cho xong phẳng em ơi. Thôi vậy đâu có được. Tới lúc mà chị đẻ rồi hai vợ chồng lui xuống bú bệnh viện á, không có tâm trí đâu mà đặt tên cho con. Không phải là vậy, chị rút kinh nghiệm từ đứa trước. Hồi đứa trước á là chị đặt từ cái lúc mà vừa siêu âm là biết có thai là chị đặt rồi. Xong đến lúc mà chị đẻ ra rồi xong rồi chị mệt quá rồi cái chị quên tên nó luôn, chị không có nhớ. Trời. Thành ra chị giao cho hàng xóm đặt. Trời. Mà nhờ hàng xóm đặt vậy đó nha, mà con chị lớn nhanh như thỏi vậy đó. Chị nhờ hàng xóm đặt hả? Ừ. Em hiểu tại sao, lý do tại sao nó lớn nhanh như thổi rồi đó. Sao vậy? Chị nghĩ coi, con của chị á, nó tên là Trần Trương Thánh Giống. Ừ. Đâu lớn nhanh như thổi mới ổn. Trời, sao trời mắc cười em thì nha, từ nhỏ tới lớn em chưa có thấy một cái tên nào mà nó sến, mà nó thần thoại vậy luôn. Nó nhưng kỳ mà đó. Cái tên em có thấy bao giờ ai đặt không? Trời, cái tên người ta đẹp ấn tượng mà kiểu manly như vậy mà em cười cho được à? Thì tại vì á, chị giao cho hàng xóm đặt á, cho nên người ta tùy tiện, người ta thỏa thích đặt tên của con chị vậy đó. Bây giờ là chị phải tập trung, chị suy nghĩ vô, chị đặt tên con của chị đi. Nếu như mà chị sợ quên á, thì bây giờ mình đặt ở đây đi, rồi xong rồi để em nhớ cho, em note lại cho. Em note lại rồi cái em tới lúc đó ha, chị đẻ cái em nhắc thì chị nhớ. À, ra gì ra, gì ra, khoan chờ chút, ra, gọi cấp cứu, đẻ gì đẻ lẹ vậy? Tên con chị đẻ gì? Trời ơi bà này, mấy lứa con rồi mà nói chuyện không rõ ràng gì hết à. Tập trung, nghe chị nói nha. Ví dụ như mà chị đẻ con gái á, thì chị sẽ đặt tên là Eli Trần Thiết Kiều. Còn nếu mà con trai á là sẽ là Tommy Trần Anh Hùng. Cái tên là không bao giờ đụng hàng luôn. Chị, hả? Sao gia đình chị á thuần Việt á, mà tên con chị nó không có thuần chủng chút nào vậy? Trời, em không biết gì trơn á. Đặt tên con mình là phải có cái phong cách riêng và phải sang, phải sáng, em hiểu không? Không, nó không sang, nó không sáng nha, nó kỳ lắm nha. Nó kỳ còn hơn cả thằng anh Trần Trương Thánh Giống của nó luôn á. Ủa kỳ lắm hả? Ủa kỳ lắm, bỏ tên tiếng Anh đi. Vậy thôi, thì mình bỏ tiếng Anh thôi. Là nếu tiếng Việt nè. Ừ, tiếng Việt sao? Đặt tiếng Việt nè. Nếu như mà là con gái á, là Trần Kiều Ân Ái. Còn con trai đó nha, là Trần Hạo Dân. Dạ. Chị nghĩ sao vậy? Hả? Chị nghĩ sao mà chị đặt tên cho con chị là Dân Giả Ân Ái? Trời ơi, cái tên. Chị nghĩ sao? Cái tên gần gũi với thiên nhiên nha. Gần gũi cái gì mà gần gũi? Cái tên mà nghe ba chữ đầu rất quen luôn. Trời ơi, không quen sao được. Tên của người diễn viên nổi tiếng không đó. Nhưng mà chị đã biến tấu lại rồi, em thấy không? Cho nên là cái tên đó là vẫn là cái tên riêng của con chị. Nói cái bà này tôi nói thiệt luôn á. Bà nghĩ sao vậy? Hả? Bây giờ thời buổi nào rồi? Bây giờ mấy giờ rồi? Còn bắt chước thần tượng nữa. Với lại á, tụi nó đâu có thần tượng mấy cái người đó đâu. Chị chỉ thần tượng thôi thì kệ chị chứ, tự nhiên bắt tụi nhỏ dính líu vô luôn. Mà cái tên gì đâu nghe sến sẩm muốn chết, không hay ho chút xíu nào hết trơn á trời. Giờ chị mới thấy mang thai khó, đẻ khó hơn, mà đặt tên còn khó gấp mấy lần. Nghĩ sao mà vác cái thùng này đi đâu rồi vô đây nhờ để giùm là sao? Cái thùng này đâu ra? Thì thùng của đâu? Lily á, gửi. Cái gì của Lily gửi? Ờ. Ê. Gì? Của người ta mà anh á, anh ở không lắm, bao động lắm. Anh đi gom rồi anh ôm đờm rồi anh đem vô quán của em gửi. Lỡ trong đây ha, nó có hàng cấm rồi, hàng bậy bạ rồi sao? Rồi cũng ăn vô cộng đầu rồi sao? Trời ơi, nó có cái gì thấy ghê vậy? Cái gì thấy ghê? Ngân nó nói đúng đó. Lại cái tánh của Lily Ngọc á, bà chớp bà nhán rồi hay quậy phá, biết được cái thùng đồ đó có đàng hoàng hay không mà ai dám nhận. Ờ đúng rồi, không có nhận thì luôn. Đó, anh nghĩ là chắc là không có cái chuyện đó đâu. Sao mà không có cái chuyện đó được, em đã nói với anh rồi là. Ủa đâu rồi nó đi rồi. Cái thùng hàng, trời ơi bực bội ghê á, lỡ có chuyện gì rồi dính líu đến em nữa hả? Đó, cái con Lily đó chị cũng không có tin tưởng nó đâu. Ủa chị, mà bả đi đâu á mà bả làm cái thùng vậy ta? Hay là chị có khi nào á bả dọn nhà, bả tính bán nhà đi không?
Nếu như mà được như vậy đó là chị cúng một cặp vịt. Em nghĩ sao, nó dọn đi là mình phải vui chứ. Không có ai làm phiền, không ai cãi nhau với chị, quá khỏe còn gì. Ai nói? Ai nói là tôi sẽ chuyển nhà đi hả? Ủa đâu ra thùng nữa vậy? Ôi, cái thùng gì vậy trời? Cái này đó là những cái thứ mà tôi chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của tôi đó. Kế hoạch to bự. Kế hoạch hả? Ừ. Kế hoạch gì chị? Thì chuyện là chị thấy mọi người đó suốt ngày than phiền về cái việc mà chị nuôi chó mèo trong chung cư nè. Cái chị thấy cũng kỳ. Vậy là không nên, chị biết vậy là sai, là không nên. Cho nên là chị đã thanh lý hết chó mèo rồi. Và chị bán đi đó, chị gom vốn lại để mà chị mở một cái tạp hóa 24 giờ. 24 giờ? Chị 2, 3 24. Chị tạp quá 24. Sao nói chung với em? Nói hai đứa đâu có đều, nói mình đi đều hơn. Tạp quá 24 giờ hơn. Ừ đúng rồi. Chị nghĩ làm sao mà chị mở được cái tạp quá 24 giờ ở trong... Yên tâm đi, tôi chờ, tôi chớp mắt tôi coi là cô mở được không. Tôi xuống tôi nói với ban quản trị, ban quản lý một cái là người ta xuống người ta dẹp sạch cái tiệm của cô luôn chứ đâu mà mở. Liên quan tới ban quản trị, ban quản lý này là nhà tôi mà, tôi thích tôi mở chứ. Em thì ra là cái đống đồ này sáng giờ là em chuẩn bị mở tiệm tạp hóa hả? Đúng rồi. Em ơi không có được em ơi. Em làm vậy là đúng luật, là em là bị phạt đó. Ừ. Ủa nhưng mà đó là nhà của em mà. Trời ơi, nhà của chị gì? Chị làm như là em không có nhà vậy đó. Em không có nhà có cửa đàng hoàng đó thôi, không có căn hộ đó thôi. Nhưng mà muốn mua bán trong chung cư thì chung cư á đã mở những cái kiosk ở phía dưới rồi. Nếu như mình muốn mua bán thì mình xuống dưới mình đăng ký thông tin rồi mình nhận cái kiosk đó rồi mình mua bán. Nhà em nè, khang trang sạch sẽ đẹp đẽ đâu ai nói được gì đâu. Chị á, chị không có quyền mua bán ở trong căn hộ của chị đâu. Đúng rồi. Những thông tin này sao chị không biết vậy? Cô mà biết cái gì? Cô chỉ biết ăn, biết ngủ, rồi biết lo sửa soạn, làm đẹp, rồi ha biết đi sân si với người khác thôi. Trong khi hả quy định của chung cư đưa ra biết bao lâu rồi, không chịu đọc, không chịu tìm hiểu, không có trách nhiệm gì hết mà ở đây còn bày đặt không biết là biết gì nữa. Nè nha. Tôi đang rất là rối trí nha, đừng có mở nó mà xiên xỏ tôi nữa đó. Đúng rồi, nhiều khi là hả Lily cổ anh. Bình kia. Hay Bình lắm. Thôi được rồi. Bây giờ mọi người nói là không được mở tạm hóa 24 giờ đúng không? Ừ. Bây giờ tôi không mở 24 giờ nữa, tôi trả hết đống đồ này lại cho người ta. Rồi tôi mua thêm 10 con chó, 10 con mèo. Vậy tôi nuôi cho Hải giận. Để mọi người coi. Trời ơi. Mình tự hại mình rồi đó. Trời ơi. Người nghèo khó, người giàu sang.